một cái nữa thôi ha. Thì Trang muốn nói đến cái kho đi mắt. Kho đi mắt. Cái kho đi mắt á, thành phần là thuần đông trùng hạ thảo với hàm lượng cao là 525mg trong một viên. Tức là rất là cao. Ngày xưa giờ thì các anh chị đây cũng nghe nói tới đông trùng hạ thảo là giống như một cái thần dược vậy đó. Trị được rất là nhiều bệnh, đặc biệt là làm tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể mình để mình khỏe mạnh, chống lại được các căn bệnh mà do virus hay vi khuẩn gây ra. Đặc biệt là chống được cả những cái tế bào xấu, giữ sự phát triển của tế bào xấu để tăng trưởng cái sự phát triển của tế bào lành mạnh để mình có thể ngăn ngừa được những căn bệnh nguy hiểm như là ung thư. Trong đó có chất là adenosine. Thì adenosine á, nó có tác dụng là làm tăng cường cái hệ miễn dịch của mình và làm cho mình khỏe mạnh hơn để phòng chống những căn bệnh như người lớn tuổi hay mắc phải là viêm phổi hay là sức đề kháng. Dạ, sức đề kháng mình tăng lên. Bên cạnh đó thì nó còn có một chất gọi là diosmol, nó có tác dụng làm giãn nở mạch máu mình ra. Nên thành quá. Ra là những người bị cao huyết áp uống kho đi mắt là tuyệt vời. Dạ, hay là mắc những bệnh tim mạch. Nhưng mà ngoài kho đi mắt mình còn nên phối hợp với cái dạ, gì? Dạ, và nó làm ổn định đường huyết nữa. Cái diosmol nó cũng làm ổn định đường huyết nữa đó chị. Thì Trang cũng có một sự trải nghiệm kho đi mắt. Kho đi mắt là sản phẩm đầu tiên mà mình dùng cho người nhà mình sau khi tìm hiểu Nuskin Pharmanex. Tức là bà ngoại của em ấy chị, bị mắc bệnh là đường hô hấp là gần như mãn tính. Coi như bà cứ sụt xịt suốt một tháng 30 ngày thì bà phải đi đến bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba. Trang còn nhớ tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Ba ở trường Đại học Y Dược. Là do mình làm bên bệnh viện cũng quen bác sĩ chị, đi đến nhà khám suốt luôn. Uống kháng sinh suốt, bà ngoại ăn uống cũng không ngon miệng mà rất là hại cái đường ruột. Nhưng mà sau khi uống kho đi mắt chỉ hai cho nhất là hơn 2 lọ một chút là một sự cải thiện rất là rõ rệt. Và em không còn ho vào buổi chiều và không còn mắc bệnh nhiễm khuẩn nữa. Đặc biệt là ăn uống rất là ngon miệng. Thì Trang hiểu là tại vì do cái sức đề kháng nó tăng lên cho nên bạn có thể chống được những cái vi khuẩn. Đặc biệt là môi trường Việt Nam mình, khí hậu Việt Nam mình, môi trường sống rất là ô nhiễm. Những người sức đề kháng yếu như những người lớn tuổi hay trẻ em rất là dễ bị những cái mắc bệnh nhiễm khuẩn. Cái mà chị hỏi là con nên phối hợp với cái gì cho cái người cao áp huyết hay không? Cao huyết áp á. Cao huyết áp sẵn chị nói em mới nhớ chứ đúng không rồi. Là cái này là mới tức thì Trang chia sẻ với ai hết. Tức là mới gần đây nhất thì khi mà trước đây thì mình đọc tìm hiểu nhiều về gốc, biết những cái tác dụng tốt của gốc. Nhưng mà gần như là do là thị trường Việt Nam chưa có gốc và vấn đề vận chuyển lúc trước giờ Trang có mua về cho người già dùng nó cũng khó khăn. Nhưng gần đây thì có chị Hồng là chị đi Mỹ thì chị có mang về cái gốc và có cho Trang một chai gốc. Thì Trang có để cho mẹ uống và sau ban đầu mẹ uống thì Trang cũng hiểu được là gốc á. Tại vì họ phối hợp công thức trong đó là gồm có là nước gốc nè. Nhưng gốc của Nuskin Pharmanex nó đặc biệt là chiết xuất từ màng của hạt gốc chứ không phải là từ quả gốc. Và từ cái màng hạt gốc đó thì mới cho một cái chất lycopene á, là cái chất chống lão hóa rất là cao. Nó cao gấp 68 lần cà chua và cao gấp 10 lần quả ổi. Ai nói đến quả ổi là người nói đến cái chất chống lão hóa cao. Thì nó cao như gấp nhiều hơn lần những cái đó. Và bên cạnh đó có chất beta carotene. Trong công thức kết hợp có quả kỷ tử của rồi quả chili, quả dứa, quả nho, quả táo, những trái cây mà hàm lượng vitamin các loại rất là cao. Nằm trong cái nước gốc. Dạ. Thì hồi đó giờ người ta nói là quả gốc người phương Tây là gọi là quả đến từ thiên đàng. Bởi vì những tác dụng rất là tốt của gốc. Trong đó có cái tác dụng là ổn định huyết áp. Thì mẹ của em á bình thường uống huyết áp một ngày là 2 viên amlo. Hoặc chất là amlodipine. Cao lắm đó em. Dạ, là cao lắm mà người rất là mệt bởi vì uống thuốc nhiều, người cứ lúc nào cũng không cảm thấy bà khỏe, ăn uống không ngon miệng. Nhưng mà uống gốc tới chai thứ 3 thì coi như là buổi chiều có thể giảm được một viên. Nhưng mà mẹ em có mua cho mẹ một cái máy ôm rong để đo huyết áp tại nhà thì buổi tối thì đo là cứ 12/8 rất là ổn định và mẹ cảm thấy rất là khỏe. Chính mẹ em á còn phải gọi điện thoại về quê em, chứ là cho mấy bà dì em á là mấy dì bình thường khỏe mạnh lắm nhưng mà tin cho mấy người thầy thuốc bắc á hốt những cái thang thuốc cho uống. Một thang như vậy rất là mắc tiền, một thang như vậy uống một ngày 2 thang là hết cũng cả 100.000. Mẹ em nói là đừng uống đó nữa, uống cái nước này hay lắm. Cái nước này á là uống vào là coi như là thấy khỏe đó mà huyết áp ổn định. Bây giờ mấy tụi bay cứ uống cái nước cái lá cây đó nhiều khi phơi ngoài nhiễm khuẩn thì sao? Không biết được. Tức là mẹ Trang còn đi tiếp tục mấy gì Trang. Bởi một điều duy nhất là bà uống vào bà cảm thấy khỏe quá đi. Đúng rồi. Như vậy là em nói cái cọc cái mắc này mà kết hợp với cái nước gốc cho cái người cao áp huyết là tốt nhất. Tốt nhất, rất là tốt. Cảm ơn bạn Trang, cho chào vào tay.